Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xà Bình Dững. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2022. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài cát Hòa Lộc và xài Đài Loan cho các bạn được nắm nha. Thì trước khi cập nhật thì mình cũng nói rõ là hiện tại là xài cát Hòa Lộc thì chỗ em Trường là thu mua. Còn về xài Đài Loan á, thì mình chỉ cập nhật giá cho các bạn tham khảo nha. Mình xin nhắc lại, về cái xài Đài Loan hiện tại mình chỉ cập nhật giá cho các bạn tham khảo thôi, chứ hiện tại bên mình không có đi mua được. Thì lý do là do là dừa nó ăn ít đó các bạn, rồi ở chỗ mình là không có đi mua được nha. Ví dụ như là chỉ là được 2-3 tấn, nhưng mà vòng vòng ở đây là mình đã mua rồi đó, mình giao từ từ nên không có đi mua được. Thì ngày hôm nay là giá xài cát Hòa Lộc là giảm nha các bạn. Thì hiện tại là xài cát Hòa Lộc là chợ ế ăn chậm, giá xài cát Hòa Lộc giảm. Thì giá xài cát Hòa Lộc xô, giá xô lấy từ 330g đổ lên bỏ xô xì là giá từ 30.000 cho tới 35.000. Mình xin nhắc lại nha, giá mua xô 330g đổ lên bỏ xô xì là giá từ 30 cho tới 35.000. Thì hôm nay giá xài cát Hòa Lộc nó giảm. Còn riêng về thì số điện thoại của em Trường thu mua xài cát Hòa Lộc thì mình ghim trên màn hình. Còn riêng về xà Đài Loan thì nó giá nó vẫn nằm ở mức giá đó thôi các bạn. Thì xà Đài Loan là giá là 6.000, 3.000, xà nhất 6.000, xà nhì 3.000. Thì mình cũng hôm nay thì mình cũng cập nhật giá xà cốc cho các bạn nắm luôn. Là xà cốc thì cái vườn mình bán trước rồi đó các bạn. Cái này là mình bán trước nha, giá là 6.500, mình bán trước khoảng 25-26 đó, 25-26 cắt thì giá là 6.500. Thì tùy theo xài cốc, xài trái to trái nhỏ mà giá nó khác nhau nha các bạn. Ví dụ như vườn các bạn xài đẹp trái to thì giá nó sẽ cao, còn mà trái nhỏ thì giá nó thấp, rồi xài da đẹp xấu nữa các bạn. Thì hôm nay là chủ yếu mình cập nhật giá xài cát Hòa Lộc, cát Hòa Lộc hôm nay giảm và báo giá xài Đài Loan tham khảo. Thì anh em nhà vườn nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn có thể là tiện theo dõi nha. Thì hôm nay video cũng ngắn gọn tại đây thôi các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.